Long à, cuối năm dường như là thời điểm thích hợp để các cặp đôi tổ chức tiệc cưới phải không? Đúng rồi Thanh Huy, và Xuân Long nghĩ để tổ chức một lễ cưới hoàn hảo thì chúng ta cần chuẩn bị rất nhiều khâu, từ trang trí tiệc cưới, chụp hình cưới và đặc biệt là in thiệp cưới. Và đến với chương trình hôm nay thì Thanh Huy sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một số thông tin hữu ích khi các bạn có ý định in thiệp cưới. Một tấm thiệp cưới cần được chăm chút kỹ lưỡng, bởi đó là thông điệp đầu tiên mà cô dâu chú rể muốn gửi tới các khách mời. Những mẫu thiệp cưới đẹp là một phần quan trọng nhất khi lên kế hoạch cho ngày trọng đại của bạn. Dù là phong cách sang trọng đến mộc mạc, tinh tế hay tối giản, mỗi một chi tiết trên tấm thiệp là yếu tố góp phần làm chiếc thiệp cưới của bạn trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Quý vị và các bạn thân mến, hôn nhân là một ngưỡng cửa mới cho cái hạnh phúc lứa đôi, và để bước vào giai đoạn này, các bạn trẻ thường chuẩn bị rất nhiều thứ cho cái ngày trọng đại của mình, đó chính là đám cưới. Và trong đám cưới thì thiệp cưới là một thứ không thể thiếu để mời bạn bè, người thân đến chúc mừng cho hạnh phúc phải không? Và ngay sau đây chúng ta cùng gặp gỡ Tâm để tìm hiểu về xu hướng thiệp cưới năm nay. Chào chị Uy, xu hướng năm nay thiệp cưới thì rất là nhiều đa dạng và rất là nhiều mẫu mã, rất là đa dạng. Thì hiện nay thì em để ý là thường các bạn trẻ hay thích những cái mẫu mà nó lạ và nó không theo cái màu đỏ truyền thống giống như hồi xưa mà ông bà ta hay chọn nữa. Mà ví dụ như các bạn trẻ sẽ thích những cái mẫu mà nó cắt laser như thế này, và ở trong thì nó đa dạng, nó in mẫu đơn giản thôi, nó không có cần cầu kỳ nhưng mà nó thể hiện được sự tinh tế và sự sang trọng. Thì ngoài những cái mẫu mà cắt laser như vậy thì các bạn trẻ thường sẽ chọn những, một số bạn trẻ cũng rất là thích những cái mẫu hoa như thế này, nhìn nó rất là trẻ trung, nó không có theo một cái form của truyền thống hồi xưa. Hoặc là có những bạn trẻ thì là thích những cái mẫu thiệp lạ như thế này, hay là thiệp phong bì, cái mẫu hình phong bì, thì ở trong nó cũng sẽ là đồng màu với như vậy luôn. Còn một số bạn thì lại thích cắt laser cầu kỳ như thế này, thì nó thể hiện được một cái sự sang trọng và có một phần gì đó nó hơi lạ khi mà người ta mở thiệp ra như thế này. Và bên em cũng có cập nhật thêm một số mẫu cũng theo màu đỏ để hài lòng với lại xu hướng truyền thống, nhưng cái nội dung thiết kế bên trong thì nó sẽ cắt tân hơn. Ví dụ như là trong cái mẫu thiệp này thì chị thấy là nó có hình dạng của một cái váy cưới và hình dạng của một bộ vest lồng ở bên trong sẽ là ghi nội dung thiệp mời. Thì ngoài ra bên cạnh, và đây là những cái mẫu hình vuông cũng là cắt laser, thì ở trong là người ta sẽ thiết kế như thế này. Và không biết là cái giá cả năm nay thì dao động như thế nào, và ví dụ như cặp đôi nào đó họ có những cái ý tưởng riêng thì họ có thể đem đến đây để nhờ cái showroom của mình thiết kế được không? Dạ được chị, giá cả của bên em rất là linh động và phù hợp với lại nhu cầu của khách hàng. Thì có những thiệp thì rất là đơn giản, chỉ từ tầm dành cho những khách hàng nhu cầu chung thì là 2.500, nhưng cũng có những thiệp 4, 5, 6 tới mười mấy ngàn cũng có. Và đặc biệt là bên em có nhận thiết kế riêng cho khách hàng, ví dụ như là có những mẫu mà khách hàng không muốn làm, tự mình lên ý tưởng, tự mình làm một cách phong cách đặc độc lạ so với những mẫu thiệp khác, thì khi mà họ đưa cái ý tưởng đó cho bên em thì bên em có thể thiết kế riêng cho họ theo đúng cái nhu cầu và đúng cái mà ước muốn của khách hàng. Xin cảm ơn Tâm với những chia sẻ rất là bổ ích vừa rồi. Các bạn thân mến, hy vọng là các bạn sẽ chọn cho mình được những tấm thiệp phù hợp với xu hướng hiện nay và cả túi tiền của các bạn, để có thể bước vào một ngưỡng cửa mới, có một cuộc sống thật là hạnh phúc, vui vẻ. Rối loạn về đường, rối loạn về mỡ, rối loạn về acid uric, rối loạn về huyết áp, tim mạch, nó làm ảnh hưởng đến cái gây nên cái bệnh thận mãn tính này. Bên cạnh đó nó có những cái nguyên nhân khác đó, gây nên những cái triệu chứng tắc nghẽn ở cái thận, đó là